À, nhà ma xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lân rừng tối ngày 13 tháng 7 năm 2023 nha mọi người. À, thì hôm nay bên em về tiếp tục một số mặt hàng lân rừng. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra tình hình và đến số thứ tự. Thì mọi người xem được hình nào thì chốt hình đó nha mọi người. Rồi thì hôm nay bên em về được rất là khai phá cái phần lan kiều dạt nha mọi người. Đấy, thì một loại lan cho hoa rất đẹp và mọi người rất là được sưu tầm. À, tiếp theo đó là lan hài Vân Nam nha mọi người. Đấy, một loại lan hài địa lan nha mọi người. Rồi và một số phần lan bạch hỏa hoàng. Đấy. Rồi Vân Đai Viên Ương này, Cẩm Báo này, rồi địa lan hạt đỉnh nâu này. Đấy. Rồi một số hình lan kiếm bà nà này, rồi thanh đạm hàm long. Một số cái hình lan gia hạt và lan trúc mành. Nhãn hương tam màu sắc nha mọi người. Đấy. Và cái combo lồng sầu nha mọi người. Đấy. Thì về có gì thì bán cái đó nha mọi người. Đấy, thì tí em quay cụ thể từng cái hình một cho mọi người cùng xem nhé. Rồi, trước khi vào qua chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2. Số điện thoại Zalo liên hệ là 070-611-5694. Mọi người đặt hàng thì gọi thật trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mình vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và để cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng. Ship này ship nhanh, tầm 2 đến 3 ngày thì mọi người nhận được hàng nha. Rồi thống nhất phí ship là 30k đi một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi. Rồi thì hôm nay bên em vẫn chưa có sản phẩm trà dây rừng nha mọi người. Khi nào có thì em sẽ tiếp tục chia sẻ. Thì một sản phẩm hỗ trợ điều trị dạ dày, diệt vi khuẩn HP, kháng viêm, ăn thần các loại nha mọi người. Thì nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày, đại tràng, trực tràng nha mọi người. Rồi mọi người quan tâm các mặt hàng lan rừng và em có thể chia sẻ thêm sản phẩm trà dây rừng trên kênh, mọi người vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Dạ rồi, theo thứ tự thì em sẽ thiệu từ trên dưới cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi đầu tiên là lan kiều dạt nha mọi người, hay gọi là thủy tiên dạt. Nãy hôm nay em về có các hình về rồi nguyên bản cũng rất là đẹp mọi người. Nãy thì cũng khá khá mất các hình. Đấy. Rồi. Trước khi mà quay thì em giới thiệu cái mặt hoa của lan kiều dạt nha mọi người. Đấy. Rồi lan kiều dạt là một loại hoa màu vàng nha mọi người. Đấy, hoa chùm màu vàng rất đẹp nha mọi người. Đấy, thì mọi người về trồng ở vườn thì nó sẽ cho ra những cây nó mướt mát và đẹp nha mọi người. Đấy, thì một số lá ở rừng này kia thì nó ấy thì ở vườn nó sẽ mướt hơn. Đấy, rồi hoa kiều dạt rất đẹp nha mọi người. Đấy, hoa này cho hoa dưới lá này. Đấy, cách phát hoa của lan kiều dạt nha mọi người. Đấy, lan kiều cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đó là lan kiều dạt. Rồi thì ngày hôm nay có các cái nguyên bản này lớn nhất nha mọi người. Đấy, thì nó hơi lỏng cái này kia, em dùng cái dây rút em rút lại là nha mọi người. Đấy, từ đây một cái nguyên bản khá là lớn nha mọi người và đẹp. Đấy. Rồi cây nguyên bản của nó luôn nha mọi người, rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Đấy, này cũng có 9 cái thân có lá như thế này nha mọi người. Đấy, đây, rất đẹp. Đấy. Rồi cây đang lên nè, đó mọi người về trồng thì nuôi dưỡng những cây mới lên này kia thứ cho nó đẹp nha mọi người. Cái này thì nó nứt mầm liên tục nha mọi người. Đó. Một số cây con này kia nó vậy thì nó sẽ lên cây khác. Đấy, còn hôm mùa sau nó vẫn lên tiếp tục nha mọi người. Đó, thì rất nhiều thân tơ. Đấy, cây này cây cũng thân lớn nha mọi người. Bắt đầu ra hoa cũng rất nhiều nè. Đấy, và mấy trái những cái cây nhiều thân tơ thì tới lúc nó ra hoa thì hoa rất nhiều nha mọi người. Đấy. Đó, đó là cái cây kiều nguyên bản này nguyên bản luôn rồi. Cái này mọi người biết về đặt chậu thôi. Đấy, không cần phải ấy nữa. Đấy. Này nó lỏng xíu em buộc lại cho nó khỏi ấy thôi. Đấy, rút lại. Rồi, nguyên cái cây rất đẹp nha mọi người. Đấy, ngồi tự nhiên nó mọc như thế này. Đấy. Đó, rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi. Hình số 1 nha mọi người, hình số 1 hình này là hình 400 cho cái nguyên bản chính thân lá này nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo là dề số 2 nha mọi người, cái dề này dề 250 nha mọi người. Đấy, cho cái dề nguyên dề nó rất đẹp này, đó nguyên dề nó nè. Đó, cây thân lá cũng rất là đẹp luôn. Đó, thì cây con đang lên rồi, cây mẹ này. Đó. Thì cái này là một cái dề đứng chậu sẵn rồi nè. Đấy, lá đẹp nha mọi người, lá sách ok luôn. Đấy, đây khá nhiều thân tơ nha mọi người, đấy quá đẹp luôn. Em để treo đâu được cái dề kiều dạt này nha mọi người. Đấy. Dề này dề 250 nha mọi người. Đấy, hình số 2. Tiếp theo là đến hình số 3 nha mọi người. Đây, hình số 3. 250 cho cây nguyên bản này. Đấy, đây là một cây nguyên bản này. Đó. Rất đẹp nha mọi người. Đấy, thì còn có 1 2 3 thân tơ và một thân đang lên. Đấy, kiểu lá nó là bốn lá xếp đẹp nha mọi người. Đấy, không thể treo đâu được cho cái dề nguyên bản này nha mọi người. Cái này thì nó lỏng thì em có thể nhiều lúc em gửi em sẽ buộc dây rút lại cho nó cố định nha mọi người. Đấy, nó khỏi bông ra thôi. Lần này nó cố định rồi.
Rồi, số 3 250 cho cái về cây nguyên bản đó nha mọi người, ở đây luôn. Rồi tiếp theo là đến hình số 4 nha mọi người, hình này 200 cây nguyên bản 7 thân lá nha mọi người. Đây một cây rất đẹp nha mọi người, này toàn là thân tơ rất nhiều nha mọi người. Đó, nguyên bản rất đẹp luôn. Đó. Đấy, thân tơ không nha mọi người. Đây một số cây con đang nứt lên nè mọi người. Đấy, này ra hoa có trái đó nè. Đó, quá đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi cây này là cây nguyên bản 200 nha mọi người, hình số 4. Rồi tiếp theo là đến nguyên bản số 5 nè. Đấy, này 170.000 nha cây nguyên bản. Đấy thì cái dòng kiều này kia nó biết bao nhiêu thế hệ này kia thì nó chỉ bám lên một cái giá thể là một cái dây thôi nha mọi người. Đây, một cái dây rất là bé nha mọi người. Đấy, mà nó bám hàng lâu năm trên cái cây này mà nó sinh sống và nó cho hoa kết quả này nè nha mọi người. Đấy, nên cái sức mạnh của cây lan đó, nó không nằm ở chỗ giá thể to hay nhỏ nha mọi người. Đấy, mà nó đủ điều kiện này kia thì nó chỉ cần bám thôi. Đấy, nên giá thể cũng cần to lắm đó nha mọi người. Đấy, bám được là được nha mọi người. Đó này một cây lớn này. Đó. Rất đẹp nha mọi người. Hai thân tơ này, ba thân tơ và một thân đang lên nha mọi người. Đấy. Rồi, hình này là hình 170 cho cái nguyên bản lớn đó nha mọi người. Đấy, rất là nhiều thế hệ rồi này. Đấy. Rất là năm lâu năm rồi nha mọi người. Đấy, hình này hình số 5 170. Tiếp theo là đến hình số 6 này. Đấy, hình số 6 150 nha mọi người. Đấy thì cây nó chỉ cần bám lên một cái dây thôi nha mọi người. Đấy, đây nè. Rồi còn có một hai thân tơ này. Và một thân đang lên nha mọi người. Đó, cây em rất đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi, mọi người về trồng ấy là cố định lại thôi. Đấy, này bỏ vào chậu ở này kia thì thêm một số ít giá thể bỏ thông rồi này kia nữa. Đấy, thì bữa sau rễ nó ăn ra nó lan qua những giá thể mới nha mọi người. Đấy, dạ thôi. Đây. Hình số 5 150. Tiếp theo là đến hình số 6 nha mọi người. Hình số 7 150 luôn cho căn nguyên bản này. Đây cũng là một cái căn nguyên bản rất đẹp nha mọi người. Đấy. Thì cũng gồm rất là nhiều thân tơ này. Đấy, quá đẹp luôn nha mọi người. Đấy, căn nguyên bản của nó luôn. Có cả cây thanh đạn bám theo này nha mọi người. Rồi, hình này là hình số 7 150 nha mọi người, căn nguyên bản rất là đẹp. Tiếp theo là đến hình số 8 này, làm 150 cho hai nguyên bản nha mọi người. Đây là nguyên bản đầu tiên nha mọi người. Đấy, đây lá nó như thế này. Cái dòng kiều dẹt lá nó rất là mỏng nha mọi người, nên cái việc mà nó vàng lá này kia thì cũng chẳng quan trọng đâu, mất lá thì không sao, còn mà quan trọng là dinh dưỡng trong thân này nè mày. Đấy, trong thân này là dinh dưỡng ok thì để mầm để đồ lên bình thường nha mọi người. Lá thời điểm này cũng quan trọng. Đấy, rồi tiếp theo là cây số 2 này. Đấy, này lá mít nó đẹp nha mọi người. Rồi không có lá thì cây nó hút thẩm thấu nước qua thân này, qua rễ này. Đấy, nó vào nuôi thân nha mọi người. Không phải lá là cái chỗ mà trao đổi chất cơ chính nha mọi người. Rồi tiếp theo là đến hình số 9 nha mọi người. Hình này 150 cho cái gì lớn này. Đấy, đây cũng một cây nguyên về. Đấy, lá cũng tròn đẹp nha mọi người, cây to nha mọi người. Này thì cũng giống như nguyên bản này, bám trên cái cây như thế này nha mọi người. Đấy, ngoài tự nhiên thì nó như thế thôi. Đấy, ra vào hoa nó dài. Đấy. Kiều dẹt nha mọi người. Rồi hình số 9 nha mọi người. Hình này là hình 150. Tiếp theo là đến hình số 10. Hình số 10 cũng 150 luôn nha mọi người. Đấy, cho cái gì rất là lớn nha mọi người. Đấy, gì to này. Này cũng tầm 40 phần rồi nha mọi người. Đấy, quá to này. Đấy, lá thuốc chẳng lá bự này. Hồi hoa bách hoa khá dài nha mọi người. Đấy, cái to khỏe nha mọi người. Cái con đang lên nè. Rồi nguyên gì lớn nha mọi người. Đấy, nguyên gì lớn. Gì này 150 hình số 10. Rồi tiếp theo là đến hình số 11 nha mọi người. Đấy. Hình số 11 150 luôn cho cái gì lớn này. Đây nguyên gì bự luôn nha mọi người. Rồi đây là hai thân tơ lá to bự luôn nha mọi người. Đấy, những cây như thế này thì năng lượng nó khỏe lắm. Đấy, dồi dào luôn. Đấy, đi ra hoa nó rất sẽ rất là đẹp. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Đấy, hàng rừng nhìn nó rất là chất nha mọi người. Đấy. Rồi hình 11 150 nha mọi người. Đấy, tiếp theo là đến hình số 12. 150 cho hai dì lớn nha mọi người. Rồi đây là dì lớn đầu tiên nè. Đó, thì gồm có một hai thân tơ và một thân đang lên nha mọi người. Đó, đẹp. Rồi tiếp theo là dì số 2 nè, mình có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đó, ba thân tơ. Hai dì 150 nha mọi người. Đấy, hình số 12. Rồi tiếp theo là đến hình 13 nha mọi người. Hình 13 một cây nguyên bản nha mọi người. 120 cho cây này. Hay một cây nguyên bản gồm có dì dưới và dì trên nha mọi người. Đó. Cây cũng rất đẹp mọi người. Cây thân khỏe được là được nha mọi người. Hai người cứ nhắm những cái thân khỏe này về và sau đó cho cây con lên nha mọi người. Đấy. Rồi, hình này là hình 120 nha mọi người. Đó, hình số 13 cho cây nguyên bản kiều dẹt nha mọi người.
Rồi tiếp theo là đánh hình số 14 này. Hình số 14 kiều già. Rồi hình này là 120 luôn cho cây nguyên bản rồi. Đấy này ngồi tự nhiên này, đấy chỉ mọc thêm một cái cây cái dây khô này thôi. Đấy hiện cho những cái cây kiều lên như thế này rất đầy luôn rồi. Đấy này thuộc dạng cây lớn nha mọi người, lớn đấy, lá bự nha mọi người. Này sâu rồi nó ăn cái này kia, đấy, mọi người về trồng lấy cái những cái thằng con nó lên này. Đấy. Rồi hình 14 mọi người, hình này 120. Tiếp theo là đến hình 15. 100.000 cho hai dề nha mọi người. Đây là dề đầu tiên này. Quá đẹp rồi mọi người, nó nhiều thân tơ này, 1 2 3 4 hai thân tơ đang lên này. Đấy. Rồi tiếp theo dề số 2 này, đấy. Nó đang lá cũng khá là to nha mọi người. Cái này trong cây nó có dinh dưỡng là nó sẽ lên cây mới nha mọi người. Rồi, hai dề số 15 100.000 nha mọi người, cho mọi người về sưu tầm. Tiếp theo là đến hình số 16. 100.000 cho hai dề luôn. Đây là dề đầu tiên này, đấy cũng gồm rất là nhiều thân tơ nha mọi người. Đó, rất đẹp này, đây ra hoa có trái này nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo dề số 2 này, 1 2 3 hai thân tơ và một thân đăng lên, hình này 116. Tiếp theo là đến hình số 17 mọi người. Đấy. 17 100.000 cho ba dề. Đây là dề đầu tiên cũng có hai thân tơ này. Tiếp theo là dề số 2 này, còn có 1 2 3 4 thân tơ này. Và tiếp theo dề số 3 này, còn có một thân ấy và một thân tơ đăng lên nha mọi người. Đó, lá mít cũng rất đẹp nha mọi người. Đó. Và hoa này. Đó. Hoa này. Rồi hình 17 nha mọi người, đấy 100.000 cho 3 dề. Tiếp theo là đến hình số 18 nha mọi người. 100.000 cho 3 dề luôn. Rồi đây là dề đầu tiên này, nó cũng có rất nhiều thân tơ. Tiếp theo là dề số 2 nha mọi người. Đấy dề số 2 cũng có 1 2 thân tơ. Đấy tiếp theo dề số 3 này. Đó. Rồi. Hình số 18 nha mọi người, 100.000. Theo là đến hình số 19 nha mọi người. 19 100.000 cho 3 dề. Rồi đây là dề đầu tiên này. Đó. Rồi tiếp theo thì dề số 2 này. Đó. Đây thân tơ đang lên nha mọi người. Đó, 3 này. Rồi tiếp theo dề số 3 này. Đó, 1 2 3 thân tơ một thân đang lên. Rồi hình 19 nha mọi người. Đó, 100. Rồi tiếp theo là đến hình số 20, 100.000 cho 3 dề. Ở đây dề đầu tiên này mình có 1 2 thân tơ này. Rồi tiếp theo dề số 2 này mình có 1 2 3 thân tơ này. Rồi tiếp theo dề số 3 này mình có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đó, 3 thân tơ kêu về. Đấy hình số 20 nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là đến hình số 21 nha mọi người, 100.000 cho 3 dề luôn. Rồi đây là dề đầu tiên nha mọi người, đây cũng có 1 2 3 thân tơ này. Rồi tiếp theo dề số 2 này mình có 1 2 3 thân tơ này. Rồi tiếp theo dề số 3 này mình có 1 2 3 thân tơ nha mọi người. Đó. 3 thân tơ kiều dạt hình 21 100. Tiếp theo là đến hình 22, 100.000 cho 7 dề. Mình có 1 nè. Đó. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. Đó, 7 dề kiều dạt 100 nha mọi người. Đó, hình này kiều dạt nhỏ giống rất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi đó là toàn bộ cái kiều dạt nha mọi người, đó, là lan cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đó là lan kiều dạt. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có một số cái hình lan hài Văn Nam nha mọi người, hai hoa của hài Văn Nam đây, và là lan cho hoa rất đẹp nha, hoa hài, lan hài nha mọi người. Rồi thì mọi người chơi hài thì không thể không kể đến lan hài Văn Nam nha được nha mọi người, một loại cho hoa rất đẹp luôn đấy. Hai bằng nam mọi người trồng nhiều này kia thì nó sẽ cho nhiều cái bông hoa đấy, đẹp rồi đấy. Rồi hai bằng nam hình số 23, 100.000, 120.000 cho ba cây lớn nha mọi người, gồm có 3 phần. Đây là phần đầu tiên còn có 1 này, và tiếp theo là cái số 2 này, và tiếp theo là cái số 3 nha mọi người. Nó cây hai nó đang lớn cây con lên nha mọi người. Đó. Rồi hai bằng nam loại 120.000 thì cũng có 3 phần. Đấy. Phần này 1 này. Rồi 2 này. Đó, lên cái kiểu phát hoa của nó lên cao như thế nha, cho hoa. Và tiếp theo là cây số 3 này. Đó. Ba cây hài Văn Nam nha mọi người. Hình này là hình 120 cho 3 cây.
đây là phần thứ ba này, 1 2 này, 3 nha mọi người, đó 3 cây hài vàng nan đấy. Rồi 3 phần, mỗi phần là giá 120.000 cho 3 cây nha mọi người, đấy, mỗi phần 3 cây. Rồi tiếp theo là đến hình 100.000 cho 4 cây lớn nha mọi người, thì cũng có 3 phần. Đấy, phần 1, 2, 3 này, đấy, cái này là loại 100.000 nha mọi người, 100.000 cho 3 cây, 4 cây này. Rồi đây là cây đầu tiên này, đó. Rồi tiếp theo là cây số 2 này. Rồi tiếp theo là cây số 3 này. Đó. Và tiếp theo là cây số 4 nha mọi người. Đó, 4 cây hài bằng nam nha mọi người. Rồi, hình 100 này. Đó. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, đó. 4 cây hài bằng nam nha mọi người. Đấy, hình này là 100.000đ cho 4 cây lớn này. Đó. Rồi cái này thế nha mọi người, này 4 cây luôn, 1 này. 2 này. 3 này. 4 này, đó 4 cây lớn hai bằng nam nha mọi người, thấy loại 100.000. Đấy, hình này có 3 phần, ở loại 6 cây thì còn có hình 25 này. À, 1 này, đó những cây lớn không nha mọi người. Đấy, tiếp theo là cây số 2 này. Đó, rồi tiếp theo là cây số 3 này. Cây số 4 này. Đó. Cây số 5 này, đó những cây lá to này, cây số 6 này, đó. Rồi 6 cây 2 nha mọi người. Nếu mọi người về trồng thì lên cây con liền nha mọi người. Đấy, hình 25 100. Đó là lan hài bằng nam nha mọi người. Đó. Lan hài cho hoa mất đẹp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có lan bạch hổ hoàng nha mọi người. Đó. Rồi thì lâu lắm rồi mới có lại lan bạch hổ hoàng này nha mọi người. Đó. Rồi thì hoa của bạch hổ hoàng đây, hoa ba màu rất đẹp nha mọi người, hoa cánh trắng, hồng đỏ, lưỡi vàng nha mọi người. Đó. Hoa rất là dễ thương. Dòng này thì tạo hóa nó chỉ cho cái cây, thân cây nó rất là bé nhưng mà hoa rất to nha mọi người, to hơn cái thân nó nhiều nha mọi người, hoa đẹp. Đấy. Đó là lan bạch hổ hoàng nha mọi người. Đấy. Rồi thì em có loại 26 nha mọi người, bạch hổ hoàng 100.000 cho 45 cái dề thì gồm có 3 phần, 1 2 3 này. Đấy, mỗi phần như thế này thì gồm có 45 cái dề như thế này nha mọi người. Đó. Đây mọi người về ghép vào nha. Đó, thì cây nó đang lên này, cây này nó đang lên nha mọi người. Đó. Người về ghép nó vào đây. Đó, nó có dề sẵn hết nha mọi người, đây, mọi người cứ ghép vào là được nha mọi người. Đó, cứ cái dòng này nó rất là dễ thương. Đấy, này là cây mẹ một trước này, này là cây con đang lên này. Đó. Rồi 45 cái dề như thế này mọi người, thường lại bỏ hơn chứ không có bỏ thiếu nha mọi người đâu. Đấy, 45 cái dề. Đó, dòng này thì nó như thế này thôi, nó bé như thế này thôi nha mọi người, nhưng mà về sau ra hoa nó là to. Đấy. Này, cái này hoa có trái này nha mọi người. Đấy, dòng này thì cứ như thế này nó ra hoa ra nha mọi người. Lâu lắm rồi có lan bạch hổ hoàng lại nha mọi người. Đấy. Rồi 45 cái dề này mọi người về ghép nha. Đấy. Hàng cây ấy nó căng này. Đấy. Rồi 45 cái dề như vậy. Đấy. Này 45 cái này, này 45 cái nha mọi người. Một phần như thế này cũng có 45 cái dề như thế. Rồi có một cái phần nguyên bản nha mọi người. Đấy, nguyên bản hình 27 nè, 100.000 cho 7 nguyên bản cùng 30 dề. Rồi cái này nguyên bản nó nói như thế này nè mọi người, 1 này, đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 2 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3 này. Đó thì ngồi tự nhiên nó mọc như thế này thôi, mọi người về ghép cái này kia lại là nó bám vào là nó sống thôi nha mọi người. Đó. Rồi nguyên bản số 3 này, nguyên bản số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 5 này, đó, nó mọc là những cây như thế nha mọi người. 5 này. Rồi 6 nè. Đó. Rồi 7 nè. Rồi và 30 cái dề bé bé như thế này nha mọi người. Đấy, 30 cái dề nhỏ như thế này nữa, 100.000 cho mọi người về sưu tầm thêm. Đấy, cây rất đẹp mọi người. Đó. Rồi hình 27 100.000 nha mọi người. Đấy là lan bạch hổ hoa. Đấy. Lan cho hoa rất đẹp nha mọi người. Đấy. Để che vào được. Đấy. Người về giữ ẩm và giải thể thoát nước cho cây là được nha mọi người. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có ba cái phần lan vanda nguyên ương nha mọi người. Vanda nguyên ương thì nó là một cái dòng vanda nở một cặp hoa nha mọi người. Đó nên nguyên ương thường là nhắc đến tình yêu nha mọi người. Đấy, là hai. Đấy. Rồi đây là những cái hoa ra hoa và có trái như thế này nha mọi người. Đấy. Rồi hình 28 nha mọi người, vanda nguyên ương 100.000 cho 7 cây lớn nha mọi người. Đấy. Vanda nguyên ương cây rừng rừng rất đẹp nha mọi người.
Rồi đây là cây đầu tiên này, đấy dòng Vanda rễ gió nha mọi người. Đấy, mọi người về ghép trụ hoặc ghép chậu trồng chậu cũng được nha mọi người. Đó này nó mới ra hoa này, các quách hoa như thế này đó. Nó ra hoa một cặp như thế này gọi là yên ương nha mọi người. Đấy. Đây này, đó, hai cái hoa nó nằm trên cùng một cái thân này. Này mà mắt nó rụng mắt cái đó này. Đó. Đó là Vanda yên ương nha mọi người. Đấy, dòng này đây cho hoa nó đẹp rồi. Đấy. Rồi tiếp theo là cái số 2 này, đó. Ra hoa và có quách hoa này. Đấy. Tiếp theo là cái số 3 này, đó, ra hoa này, đó, có trái này, đó, một cặp nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là cây số 4 này, đó. Số 5 này, đó. Cây số 6 này, cây số 7 này, đó. Rồi 7 cây lớn nha mọi người, 7 cây lớn Vanda yên ương hình 28 nha mọi người, hình 28 100 nghìn cho 7 cây lớn. Rồi tiếp theo là đến hình số 29 nha mọi người, Vanda yên ương 100 nghìn cho 10 cây. Thì cũng có cây này, 1 nè, 2 nè, đó, lên hoa như thế này nè, đó, cứ 2 hoa, 2 hoa, 3 nè, 4 nè, 5 nè, đó, rất là sai hoa nhưng mà, 6 nè, 7 nè, đó, 8 nè, 9 nè, 10 nè, đó, 10, 11 cây gì đó nhưng mà, đấy. Rồi hình Vanda yên ương này là hình 29 nha mọi người, hình là hình 100. Đấy. Rồi tiếp theo là đến hình 30, 100.000 cho 25 cây như 25 cây nhỏ nha mọi người. Này thì hàng giống nha mọi người. Đấy, hàng giống rất nhiều trong này luôn nha mọi người. Đó, thì đây là những cái dề nó cũng xếp cũng rất đẹp này, cây nhỏ này. Đó. Rất đẹp, 25 dề như thế này nha mọi người. Đấy. Còn chỉ có một phần thôi, là phần giống. Giống nhỏ này không lựa ra được. Cây đất đẹp này, nghĩ về nó đẹp này, 1, 2, 3, 4, 5 ngọn nhưng mà không có đẹp đâu. Là 30 nha mọi người, đấy 100.000, đó là Vanda yên ương. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có hai cái phần lan, đó là lan cẩm báo nha mọi người, đấy mình lan cho hoa rất đẹp nha mọi người. Hôm nay em về có hai phần thôi. Dòng này thì chơi rễ và lá và hoa cũng rất là ok nha mọi người. Đấy, cái dòng này nở giống như cái cung điện luôn nha mọi người, cái hang cũng điện. Rồi, mọi người về trồng thì nó ra rễ mới nè, rễ cẩm báo chơi rất đẹp nha mọi người. Đấy, và thứ hai là lá, đấy. Kiểu của cẩm báo nó là cái lá nó tròn, nó bầu tròn, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Này hàng rừng này có lá như thế thôi, mọi người về trồng ở vườn lại nó xanh, nó lên lá non á, lên lá non lại là nó bóng bẩy rất đẹp đó. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, rồi tiếp theo là cây số 4 này, rồi cây số 5 này, đấy. Cây số 6 nha mọi người, đấy, 6 cây lớn nha mọi người. Đấy, thì ngoài tự nhiên nó mọc như thế này, đủ kiểu hết nha mọi người. Rồi hình 31 nha mọi người, lan cẩm báo 100.000 cho 6 cây lớn này. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Rồi đó là lan cẩm báo hình 31. Tiếp theo là đến hình 32, 100.000 cho 14 cây nha mọi người. Đấy, cũng có cái cây này, 1 này, 2 này, đó, đẹp nha mọi người. Đấy. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, đó 14 cây nha mọi người. Đó 14 cây cẩm báo. Đấy, hình số 32 nha mọi người. Đấy này tha hồ ghép một cái chậu lũa rất đẹp nha mọi người. Nó bò lũa đẹp lắm. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em về có lan địa lan đỉnh nâu nha mọi người. Đấy, lâu rồi mới có lan địa lan này. Đấy, dòng này cho hoa tết cũng rất đẹp nha mọi người, nở vào dịp xuân đấy. Đấy, nó trúng tết nữa thì ok luôn. Đấy, mọi người trồng trước nhà thì rất là tuyệt vời rồi. Đấy, hoa của hàng đỉnh nâu rất đẹp nha mọi người. Đấy, mọi người cứ trồng cái dòng này hoa nó cao. Đấy, mọi người trồng trước nhà thì người ta lúc nở hoa thì nó rực rỡ luôn góc vườn rồi nha mọi người. Đấy, thì nó lên cây và lên nụ như thế này mà cho hoa này, có nụ này, đã nhìn rất là mê nha mọi người, hoa này rất là to nha mọi người. Đó, người trồng đất nhà cũng rất là đẹp. Đấy, nó là lan địa lan hình nâu nha mọi người. Rồi, hình 33, 100.000 cho 2 cây lớn nha mọi người. Đấy, rồi đây là cây đầu tiên này. Đó, rất là ok nha mọi người. Này cây lớn này mọi người về trồng lấy giống này. Đấy. Thì rễ nó ra này kia thì nó sẽ các tế bào rễ nó sẽ hoạt động ăn xuống giá thể này. Đấy. Sẽ ra rễ và các một số cái mầm cầu nó sẽ tự khắc nó lên liền nha mọi người. Đấy. Đây mọi người này, đấy rễ nó rất khá là to nha mọi người. Này, các cái đỉnh
đầu rễ này. Đấy, rất đẹp mọi người, nó sẽ mạnh và hàng xuống giá thể nó nhanh này. Đó, rễ không rồi mọi người, đấy, nó phun xuống anh này, đó, rễ quá trời luôn. Đấy, người về trồng cái này kia thì nó ra rất nhanh nhưng mà trong cái này thì củ này dinh dưỡng rất là nhiều mọi người, đấy, năng lượng trong cây rất là nhiều luôn. Đấy, dòng địa lan này rất là mạnh. Rồi mà hình 33 100.000 cho hai bụi lớn nhé mọi người. Tiếp theo hình 34 100.000 cho ba bụi lớn này. Đấy. Ở đây là cây đầu tiên này. Đấy. Thì, người trồng thì rễ nó sẽ ra nè, rễ nó quá trời này mà, hai tế bào rễ nó xung quanh này rất nhiều. Rồi, tiếp theo là cây số 2 này. Đó. Đó, rễ nó khá là mạnh rồi, hai này, đó, rễ màu vàng chấm chấm này. Đó. Rồi, tiếp theo là cây số 3 này, đó, bụi số 3 này, đấy, người cứ trồng xuống này kia thì nó ăn, rễ nó đang sang ăn vào giá thể nên là nó sẽ, ấy thôi, đấy, phát triển nhanh. Đó. Rồi, hình 34, 150, năng, hạt bị la hạt được nâu. Rồi, tiếp theo là đến hình 36 nha mọi người, loại này loại 1 năm bụi, có 3 phần mọi người, 1, 2, 3 này. Đây ở đây bụi đầu tiên này rất là to nha mọi người, đó rễ mạnh khỏe nha mọi người. Tiếp theo là bụi số 2 này, đó các cái chấm vàng vàng này là cái tế bào rễ nha mọi người, đó rễ rất nhiều nha mọi người, mọi người cứ thấy là nó phun ra liền này. Tiếp theo là cây số 3 này, đó rồi cây số 4 này, đó rồi cây số 5 này, này em đã làm sạch sẽ rồi, cắt mất khúc này rồi, mọi người về cố định trồng là nó lên cây mới là ok thôi nha mọi người. Nhanh lên thôi, nhanh có lan chơi. Rồi cái này cũng 5 cây nha mọi người. Đây 5 bụi như thế này nè, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó. 5 cây như thế nha mọi người. Đấy, cây rất là khỏe rồi nha mọi người. Đó. Rồi, này cũng 5 cây luôn nha mọi người. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó. Rồi cứ một phần 100 như thế nha mọi người. Đây cũng có 5 bụi trên một phần. Đây hình 35 thì có 3 phần nha mọi người. Đó. Là đỉnh nông để lại cho hoa rất đẹp. Rồi tiếp theo là có các hình địa lan nhỏ hơn nha mọi người. Đấy. Loại 100.000 cho 10 cái bụi như thế nha mọi người. Đấy. Thì cũng có 5 phần 1 2 3 4 5 này. Đó. Thì mỗi phần như thế này cũng có 10 cái bụi như thế này. Này là bé hơn nha mọi người. Đấy. Mọi người về trồng cái này cái lấy giống rồi bữa sau nó cũng nhiều thôi, nó nhanh thôi. 2 này, 3 này. 4 này. 5 này. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, đó. Rồi 10 cái bụi lan hạt nâu như thế này nha mọi người. Đấy. Này tha hồ người về trồng nha. Đấy 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, đó, cùng giống nhau hết nha mọi người. Đấy 5 phần như thế. Đấy phần nào thì nó cũng có 10 bụi như vậy. Rồi tiếp theo là đến hình 37 nha mọi người. Đấy loại này loại 12 bụi này. Đó, thì có một phần mình có các này, 1 này đó. Rồi 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11, 12 này đó. Rồi 12 bộ như thế nha mọi người. Đấy hình này là hình 100.000 đấy. Rồi có một cái phần hạt cánh nâu đấy, 25 bộ nha mọi người. Cái phần này là do đã đi ái này kia là bị ngã xe này, nó dập hết cái lá với cái thân này kia rồi em cắt ngắn luôn. Đấy thì này mọi người về em làm khô đi rồi mọi người về trồng cái này kia thì nó vẫn lên bình thường nha mọi người. Đó này rễ đó, trong này dinh dưỡng từ gốc này vẫn còn nhiều lắm. Đấy, này thì mọi người mua cũng khá lợi này, 120 cho 25 cái củ như thế này nha mọi người. Đấy, cái này thì cắt chẳng qua nó ấy thôi, chứ còn dưới này là chỉ cần rễ nó ấy là nó nứt hơn thôi. Đấy, chẳng có vấn đề gì hết nha mọi người. Đấy, thì nó bị ấy thôi, đó, mọi người về cứ trồng là nó lên hết trơn rồi. Đấy, mọi người về ấy thôi. Đó, 25 cái củ như thế này nha mọi người. Đấy, bán 120 cho mọi người về sưu tầm. Rồi, những cây nó rất là khỏe này. Rồi, về mọi người xử lý sơ qua là trồng được thôi. Đấy, nó đang hình 520 nha mọi người. Rồi, hôm nay có hai cái phần lăng kiếm bà nà nha mọi người. Đây, hoa cái bà nà đây, hoa 5 cánh trắng. Phòng vàng rất đẹp nha mọi người, trong những cái dòng mà kiếm phong lan kiếm rất đẹp nha mọi người. Nó dòng này nó nở rất là thơm, đặc biệt là buổi sáng nha mọi người. Khi nó tàn thì nó chuyển sang hẳn màu hồng luôn nha mọi người. Đó là đặc điểm của kiếm bà nà. Rồi, hình 39 nha mọi người, 100.000 cho hai bụi nha mọi người.
À, đây là bụi đầu tiên nè, đó dòng này dòng kiếm này lá xếp nó rất đầy nhưng mà nó kiểu xếp quạt nhưng mà hôm nay cái con đang lay nè, mọi người về đặt vào chậu đấy, cố định đấy, này kia lại là đẹp thôi mọi người, nó giống trời liền đấy. Và tiếp theo về số 2 này, cái này nó có giá thể sống nè, cái trong này mất ngủ nhiều lắm, nó nứt từ những mất ngủ lên nhưng mà rồi về số 2 này, đó hai về kiếm ba này mọi người, cái hình này 100.000 hai bụi. Tiếp theo là đến hình 40 đến 100.000 cho 3 bụi nha mọi người. Đây là bụi đầu tiên này, đó, xếp rất đẹp nha mọi người. Đó. Đó. Tiếp theo là cây số 2 này. Đấy cây cũng khá là ok nha mọi người, nó lành còn lành nữa nha mọi người. Đấy, nó xếp. Đó, này là cây hoa cũ của nó nha mọi người. Tiếp theo là gì số 3 này, đó, 3 về nha mọi người. Đó, cây con đang lành nó khỏe nè. Đó. Rồi, 3 về kiếm bên này nha mọi người. Đấy, hình này hình 40, 100.000 nha mọi người. Đấy. Là hai hình kiếm là banana. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có ba cái phần lan thân đạm hàm long nha mọi người, hoa có thân đạm đây, mọi dòng mà thân đạm cho hoa rất đẹp mọi người, đấy. Đó là thân lan thân đạm hàm long. Đấy. Rồi hình 41 này, vậy này 120 gì lớn, là cây này đang lên cái con và đang có nụ hoa nha mọi người, đấy này, lên này mọi người về chơi là có hoa ngắm luôn, đấy. Thì cây này nó lên nhánh này thì nó cho hoa và nó đẻ cái con liên tục mọi người, thì nó lên cái con thì như thế này mà nó cho hoa tiếp nha mọi người. Đó, nguyên về của nó nha mọi người. Đó, nguyên về. Đây lúc này thì cây con khá là nhiều trong đó nha. Cây con đang nụ quá trời này mọi người. Này mọi người bị ốp vào trong một cái cây sống trong vườn hoặc trong vũ lũa nó đều rất đẹp nha mọi người. Đấy, dòng này cũng nghĩa sống rồi. Đấy. Rồi, dòng thanh đạm hình 41 nha mọi người, 120. À, tiếp theo là đến hình 43, 41, 42 này. Này cũng là một cái dề nha mọi người. Dề khá là ok. Đấy. Này thích hợp cho mọi người mẹ úp vào trong các cây ấy nha mọi người. Cây sống thì nó có này. Nó có sẵn một cái cây cái vị trí ấy rồi này. Đó. Đó, này mọi người chỉ việc úp vào thôi nha mọi người. Này có sẵn rồi. Đấy. Cây nhãn, cây vú sữa. Hoặc cây câu hay cái gì cũng được nhưng mà cây con lên liên tục nhưng mà nó lên thì nó sẽ có cho hoa thôi. Đó là lan thanh đạm hàm long về hình số 42 nhưng mà lấy 120 dây lớn. Và tiếp theo là đến hình 43 nhưng mà 100.000 cho 2 dây. Và đây là gì đầu tiên này, đó nguyên dàn nhưng mà đó về cây như thế nhưng mà cái này mấy hoa để lại nhưng mà đó. Rồi tiếp theo về số 2 này. À, nguyên về của nó luôn nha mọi người. Đó. À, người bè khép vào đấy, cho chơi ấy nha mọi người. Rồi hai về lan thanh đạm 100.000 nha mọi người. Đấy, lan thanh đạm hàm long. À, hình 43 nha mọi người. Đấy 100.000 cho hai về, 100 những dòng thanh đạm cho hoa rất đẹp nha mọi người, hoa to. Đấy. Rồi, tiếp theo. Em có hai cái hình lan giả hàng. Hay còn gọi là phi điệp tím ấy nha mọi người, để hạt rừng. Đấy, hàng bốc rừng là người bà con đi về này. 100.000 cho năm về nha mọi người. Đấy, hàng cây rất đẹp nha mọi người. Đấy, đây là cây đầu tiên này. Đó. Nguyên về nó nè, cây con đang ra nha mọi người. Rồi tiếp theo là nhánh thứ hai này. Đấy. Cái này thì mọc từ cái cây nha mọi người. Đó, cây lên. Đấy. Rồi tiếp theo là về số 3 này. Đó. Cây lớn dài rồi nha mọi người. Cái này thì cũng một phần dòng này giá hạt hoa rất thơm nha mọi người. Đấy, cái này cũng sổ số thôi. Đấy, chẳng biết mặt hoa nó như thế nào. Mọi người về trồng sổ số cho vui. Đấy. Rồi tiếp theo là cây số 4 này. Rồi tiếp theo là số 5 này. Đó, 5 về nha mọi người. Đấy. Rồi, 5 về giá hạt nha mọi người. Đấy. Hình này hình 100.000 nha mọi người. Đây 44. 45, 100.000 cho 5 về luôn. Rồi, đây là gì đầu tiên này. Đó, cây này giả hạt thân đỏ nha mọi người. Đó, thân đỏ này. Rồi tiếp theo đến nhá, về số 2 này. Đó. Về số 2 này, đó lên cây và lên cây như thế này nha mọi người. Đó. Khá là hay. Đó. Rồi tiếp theo về số 3 này. Đó, đang lên cây con. Đó, thấy đấy nha mọi người, người về trồng nó sẽ lên hết ta. Rồi cây số 4 này. Đó. Rồi tiếp theo về số 5 này. Đó, một cái về giả hạt dài nha mọi người. Rồi, cái này dòng lá tre nha mọi người. Rồi, 5 về giá hạt nha mọi người. 100.000 hình 45. Đấy, cái này hoa rất thơm, đẹp nha mọi người.
Rồi tiếp theo này mà có ba phần lan trúc mành nha mọi người, đây hoa trúc mành đây, đấy. Gọi là lan cho hoa rất đẹp nha mọi người, đấy thì nó nở theo cái dạng như thế này nha mọi người, đấy, tới mùa hoa nó nhìn rất là rực rỡ nha mọi người, đó lan trúc mành, đấy lan cho hoa rất đẹp. Hôm nay có ba phần hàng rời nha mọi người, đấy 100.000. Hiện nay mọi người về ghép lại nha, đấy này thì các cái về nhỏ này, đó mọi người cứ về ghép cố định lại, dòng này nó ưa ẩm nha mọi người, đấy, nên nhau mọi người chú ý độ ẩm và giá thể thoát nước cho cây. Đó, mùa này thì cây nó đang sinh trưởng phát triển đi ngọn nha mọi người, mà nó phần đốt. Đấy, dòng trúc mạnh ở em bữa nay là đốt nó to nha mọi người, to hơn một số nơi nó tầm đó, nay chỉ còn ở vùng này nó đang to. Đấy, nó lên như thế này mà đi á này, và phân chia ngọn rất là khỏe nha mọi người. Đấy. Rồi, đây phần trúc mạnh số 2 này. 100.000 cho người về sưu tầm nha. Đấy. Làm này khá là hay. Đấy. Và tiếp theo là phần số 3 này, đó, phần này cũng 100 nha mọi người. Đấy. Rồi ba phần lan trúc mạnh, mỗi phần giá 100.000. Đấy, cũng có ba phần. Rồi, tiếp theo là em có một cái phần lan dán hương tam bảo sắc nha mọi người. Đấy, dòng dán hương là tháng 4 nha mọi người. Thì ở chỗ em là cái dòng hoa vàng nha mọi người, hoa như thế này này. Nó vàng tím á. Đó. Đó, vàng tím trắng. Đấy. Thì mọi người trồng về tạo thành những tác phẩm như thế này nha mọi người, cái dòng mà dáng hương người ghép lũa ghép trụ cũng rất đẹp nha mọi người. Thì một số nơi thì hoa nó như thế này nha mọi người, hoa trắng và tím nhiều hơn, còn chỗ em là hoa nó vàng. Đây mọi người có thể sưu tầm thêm cái dòng này về chơi. Đấy. Rồi hình 47 nha mọi người, đây 100.000 cho 12 cây lớn này, đấy hàng nó xếp luôn rất đẹp nha mọi người. Đấy 100.000 cho mọi người về sưu tầm. Đấy hoa nó thòng hoa rất thơm nha mọi người, đấy quế ở vùng này thơm cực kỳ luôn. Đấy một này. À, tiếp theo là cây số 2 này, đấy. Rồi tiếp theo là cây số 3 này, đấy, ra hoa và có trái này. Rồi tiếp theo là gì số 4 này, đấy. Rồi tiếp theo là gì số 5 này, đấy. Rồi tiếp theo là gì số 6 này, đấy. Là hoa và hoa dài và trái này. Rồi gì số 7 này, đấy. Rồi gì số 8 này, cái này mọi người mới ghép thòng xuống rất đẹp. Gì số 9 này, đấy. Gì số 10 này, đấy. Cây lớn không nha mọi người. Thì số 11 này. Đó. Rồi số 12. 12 cây lớn nha mọi người. Đây dáng hương tam bảo sắc nha mọi người. Hình này là hình 100.000. Đấy, hình 47. 100.000 cho mọi người về sưu tầm nha. Đấy, 47. Rồi 48 nha mọi người. Đây cũng dáng hương tam bảo sắc luôn. 100.000 cho 24 cây nha mọi người. Cái này thì cây nhỏ hơn, được nhiều ấy hơn. Đấy. Rồi tiếp theo thì số 2 này, em người về ghép á, hàng rừng thì như thế này thôi, người ghép vườn cái này kia thì nó xanh tươi mận mẫn ra liền nha mọi người. Đấy. 4 này. 5 này, đây hoa này nở rất thơm nha mọi người. 6 này. 7 này, 8 này. 9 này, đó. 10 này, đó. 11 này. 12 này. 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, đó 25 cây, đó 24, 25 cây đó, 48 nhé, 100.000 nha mọi người, em gửi về trồng. Rồi tiếp theo là đến hình 49 nha mọi người, combo 1 trong nghìn trên một phần, cũng có các loại lan. Thứ nhất là lan điện lan kiến tứ thời nha mọi người, đấy dòng điện lan cho hoa dị thiên rất đẹp nha mọi người, đấy hoa này cũng rất thơm nha mọi người, cái mặt hoa nó đây, hoa rất đẹp nha mọi người, đấy. Này thì nó nở ấy rồi nha mọi người, như còn nó nở căng là rất đẹp luôn nha mọi người. Rồi một cái tứ thời này, tiếp theo về số 2 này. Đấy. Này lên vào hoa như thế nha mọi người. Đó. Rồi hai gì tiếp theo này, tiếp theo là một cái cây nguyên bản là hoàng thảo gì đây nha mọi người. Này cũng chưa rõ cái tên. Rồi tiếp theo là cây nguyên bản hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Đấy, hoàng thảo bạch đỏ này, mùa này thì cây hoàng thảo bạch đỏ đang nụ nha mọi người. Đấy, nên mọi người về thực cho hoa luôn. Này thì trúng cây bạch vàng này. Đấy, bạch vàng này. Thì tựu chung nó vẫn là cây dòng bạch đỏ chứ không thấy cái ghi tên là bạch vàng như vậy. Đấy. Nhưng mà rằng là trong hồng bạch vàng. Rồi tiếp
cao theo là một cây nguyên bản hoàn thảo trên bạch nha mọi người. Đấy, dòng này hoa nó đầy nha mọi người, nguyên bản thì người chỉ việc về chơi thôi, không cần phải ghép nữa. Đấy, này ghép thêm lan thì được. Đấy. Đó, mọc mà thế thôi, không phải bẹt. Rồi, hình này 100 nha mọi người, cũng có cũng khá nhiều loại lan, 49 100.000. Rồi tiếp theo là đến hình số 50. Đấy. Hình này 100.000 trên một phần. Phần thứ nhất là có lan hạt quỷ rừng này. Đấy. Đèn hạt quỷ thì nó rất đầy rồi nha mọi người. Đấy. Tiếp theo là lan huyết nhung đỏ nha mọi người. Đấy, huyết nhung đỏ thì cũng đây này, đây là hoa này đó. Trong này trường này nó vẫn ra hoa bình thường nhưng mà huyết nhung đỏ này. Ở đây cũng huyết nhung luôn nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là kiều nha mọi người. Đấy, kiều này nó thân nó vuông vuông xanh xanh, nó giống như kiều mỡ gà nha mọi người, giống thôi nhưng mà em chẳng khẳng định được. Đấy. Rồi tiếp theo là kiều số 3 này cũng thế nha mọi người. Đấy. Lá cái thân đồ nó cũng giống như kiều mỡ gà. Em cứ gọi tạm là kiều cam đi. Đó. Nó này cũng thế này, đấy, thân vuông nha mọi người. Đấy, nó không phải là kiều cam đâu. Đấy, này cũng thế này. Thân nó vuông hết nha mọi người, nó kiều cam với thân nó trầu. Rồi, cái vanda này, đó. Nó này thì kiểu vung nha mọi người, đấy, kiểu vung thì dễ nhận diện hơn. Đấy. Rồi, cây hắc mau này, đó. Rồi cây thanh đàm hàm long này, đó, cũng thanh đàm hàm long luôn này. Nó này về này cũng thanh đàm hàm long này. Đó. Rồi, các cây vanda nha mọi người. Vanda thì này em cũng chưa rõ cái tên của nó. Chung là có nhiều bỏ đây để nó lên hoa lên phát hoa kiểu như thế này nha mọi người. Mới làm banda luôn này, banda không này, đấy, nó ra hoa lên như thế này nha mọi người, hoa nhận chùm này. Đó. Đây, hoa nhận chùm nha mọi người, okay, sưu tầm thêm, này quá trời luôn. Rồi một cây hoàng thảo bạch đỏ nha mọi người. Rồi combo này 100.000 mọi người về tầm đủ thứ kiểu loại lan nha mọi người, bán cho mọi người về sưu tầm đó. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em nha mọi người. Nếu mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070 611 5694 này, để trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Và bên em đồng giá ship 30k trên một đơn hàng, ship này ship nhanh tầm 2-3 ngày mọi người nhận được hàng nha. Và thống nhất phí ship là 30k trên một đơn hàng, một đơn thì 30k, nhiều đơn thì 30k nha mọi người. Dạ rồi. Rồi một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ cái kênh trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những cái clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh. Rồi một lần nữa thì Ma xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ em, cũng giống như ủng hộ người đồng bào tại địa phương em thì người ta đã bỏ chút công sức vào rừng hay những nhành lan về cho mọi người sưu tầm. Đây, Ma xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Đây, Ma xin phép những clip tại đây, chào tất cả mọi người nha. Dạ rồi.